chào cô chú anh chị các bạn ha. Bữa nay là sẽ gặp sư chủ trì của khu Pembun Tháp Mây. Bữa nay mình sư trang trí chuẩn bị lễ Tết cho năm Tháp Mây rất là sớm luôn, rất là đẹp luôn. Hồi mình sẽ có review cho cô chú anh chị bạn xem. Bây giờ mình hỏi sư năm nay cho năm mình diễn ra mấy ngày và ngày mấy cô chú bạn ha. Cụ xong cả đã xong xuôi cho năm dương là ngày mấy cụ? Chiều năm dương lên lịch về dân kịch rạng tây nó 14 15 16 tây từ dạ năm 2023 dạ không ai dân cũng mà dân trong ngày khai chết là đập mình đập tiền đập là ấy tuổi năm dưới làm đứng bay ngay để cụ đấy bay ngay để ấy quá dân nằm đứng bên chương trình ca nhạc đi gọi năm ấy cụ mấy anh bay dục để bà chương trình là ca nhạc đi gọi năm đấy cụ đấy bay dục mà còn hiệp trăm trang chi đã rồi cái ngôi chính điện mình thấy rồi khoảng 50% bây giờ hiện tại ngôi chính điện mình bây giờ sư nhà chùa mình á còn thiếu kinh phí là cái nhiều gì ông sư để thì, có mặt thần quân để giúp đỡ sư thì chánh điện thì nhà chùa xây lúc nào cũng thiếu hết á dạ, không thiếu. Bây giờ làm từ từ vậy mình không có kinh phí mình cứ bắt đầu làm từ từ dạ chừng nào ý là có kinh phí mình sẽ làm tiếp tục làm với sư chừng nào hết thì mình ngưng dạ. Dạ rồi vậy là cô chú anh chị các bạn nào có xem được clip này thì mình rất mong cô chú anh chị các bạn trong nước và ngoài nước có thể qua giúp đỡ chùa Pembun Tháp Mây thuộc về phường Tư sư hen phường Tư và thành phố Sóc Trăng chùa Pembun Tháp Mây để giúp đỡ nhà chùa để có kinh phí để xây dựng ngôi chính điện mau xong để mà làm lễ khánh thành cái chế xi ma mà theo mình nghĩ thì ngôi sala của nhà chùa Pembun Tháp Mây nhìn rất là đẹp. Bây giờ là ngôi chính điện này bây giờ mình nhìn sơ thôi mà cũng nhìn biết đẹp rồi đó mà chưa lên màu. Nhưng mà sư thiết kế rất là đẹp. Và cái này sư nói là còn thiếu kinh phí rất là nhiều ha cô chú anh bạn nào mà có lòng hảo tâm giúp đỡ chùa Pembun Tháp Mây thì có thể qua phường Tư thành phố Sóc Trăng để giúp đỡ nhà chùa. Vậy là con xin cảm ơn sư nhiều ha. Rồi mến chào cô chú anh chị các bạn đã đến với kênh Hoàn Toàn TV ha. Và đây là ngôi chính điện của chùa Pembun Tháp Mây hoàn thành được khoảng 50% rồi cho chú bạn ha. Bây giờ nhà chùa cũng đang thiếu kinh phí rất là nhiều để mà xây dựng ngôi chính điện này để hoàn thành để làm lễ kết giới xi ma. Nghe sư nói sẽ hoàn thành càng sớm càng tốt. Thì bây giờ nói sư thiếu kinh phí rất là nhiều ha. Và nhà chùa cũng chuẩn bị lễ trôi năm Tháp Mây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2023 này thì nhà chùa đã trang trí chuẩn bị lễ Tết trôi năm Tháp Mây của chùa Pembun Tháp Mây rất là đẹp. Đại sư trang trí đã hoàn thành một phần ha. Bây giờ sư cũng trang trí ở ngoài nữa và phía sau đó. Bữa nay mình có dịp mình qua đây mình review toàn cảnh ngôi chùa Pembun Tháp Mây cho cô chú bạn theo dõi. Và đây sư trang trí chỗ này chỗ ca múa nhạc của chùa Pembun Tháp Mây. Đây sư trang trí ha, rất đẹp đó. Đây toàn cảnh của chùa Pembun Tháp Mây. Sư trang trí chuẩn bị lễ Tết chùa Tháp Mây. Sư trang trí rất đẹp. Năm nay là năm mẹo ta ha. Đây năm mẹo đó, đây rất đẹp anh cô chú bạn ha. Đây là chùa Pembun Tháp Mây thuộc về phường Tư thành phố Sóc Trăng. Mình sẽ quay toàn cảnh cho cô chú bạn xem ha. Mình sẽ lui lại mình quay từ xa cho cô chú bạn theo dõi ngôi chùa Pembun Tháp Mây. Đây chỗ này là sư trang trí anh cô chú bạn đã hoàn thành ha. Bây giờ sư trang trí ở phía sau nữa đó, rất đẹp cô chú bạn, rất đẹp. Vậy toàn cảnh ở đây cũng có Phật ngồi thiên Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Đây chỗ ca múa nhạc anh chú bạn, sư sẽ làm chỗ ca múa nhạc chỗ này. Đây có thùng đó, đây nhìn rất đẹp anh chú bạn. Sư trang trí chuẩn bị lễ Tết Trôi Năm Tháp Mây của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra vào tháng 3 năm 2023. Đây rất là đẹp của chú bạn đó. Phía bên kia thì ngôi sala, phía bên kia ngôi sala, hai ngôi sala mới luôn của chú bạn ha. Đó đây toàn cảnh của chùa Pembun Tháp Mây, mình sẽ review cho cô chú bạn xem. Sư trang trí rất đẹp,
đây toàn cảnh của chùa Pèm Buôn Thái Mai nha các chú bạn. Đó, sư trang trí chuẩn bị sư trang trí chuẩn bị mà Tết Chùa Năm Thái Mai các chú bạn ha. Tết Chùa Năm Thái Mai của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra vào tháng 3 năm 2023. Đó, bên này cũng có Phật ngồi thiền luôn các bạn ha. Bên này đây toàn cảnh của ngôi chùa Pèm Buôn Thái Mai, nhìn rất là đẹp. Sư cũng đã chuẩn bị lễ Tết Chùa Năm Thái Mai, sư trang trí rất là sớm nha cô chú bạn ha. Sư trang trí rất là sớm rồi ha. Đây dưới gốc cây bồ đề cũng có Phật ngồi thiền luôn ha. À, đây rất đẹp các chú bạn. Đây toàn cảnh của ngôi chùa Pèm Buôn Thái Mai. Đây cũng có Phật ngồi thiền ha. Đó. Đây. Rất đẹp. Phía xa bên kia là ngôi chính điện các chú bạn ha. Ngôi chính điện này cũng một trệt một lầu. Đó, nhìn rất đẹp. Sư cũng hoàn thành được khoảng 50%, mà hiện tại nhà chùa đang thiếu kinh phí ha. Nhà chùa đang rất thiếu kinh phí để hoàn thành ngôi chính điện. Thì cô chú anh chị các bạn nào có lòng hảo tâm giúp đỡ cho nhà chùa thì có thể qua gặp sư chủ trì để mà ủng hộ số tiền để sư mau xây dựng xong cái ngôi chính điện mới để chuẩn bị khánh thành cái giới Sima vào năm 2026. Mình nghe sư nói là như vậy đó các bạn ha. Đây toàn cảnh của ngôi chùa Pèm Buôn Thái Mai. Đây khu vực phía sau, đây khu vực phía sau đây cũng đang trang trí chuẩn bị lễ Tết Chùa Năm Thái Mai nhé. Đó, đây thì toàn cảnh này của ngôi chùa Pèm Buôn Thái Mai. Nhà sư cũng đã trang trí chuẩn bị Tết Chùa Năm Thái Mai. Sư trang trí sớm luôn các chú bạn ha. Sư trang trí sớm luôn. Đó, nay mình có dịp mình review cho các chú bạn xem. Đây toàn cảnh của ngôi chùa Pèm Buôn Thái Mai. Phía này là ngôi chính điện này, trước cái cổng lên thì sư làm hai con rồng đó chú bạn ha. Đây hai con rồng nè, gần rồng uống hai con rồng là đường lên phía trên nha. Đây đó, đường lên phía trên. Đây ngôi chính điện thuộc về chùa Pèm Buôn Thái Mai đó chú bạn ha. Đây ngôi chính điện này cũng một trệt một lầu á, mình không có lên trên ha, mình ở trên cũng chưa được xây dựng được bao nhiêu, mình sẽ không lên, mình sẽ quay ở phần dưới thôi ha. Đây hai con rồng nè ha. Đó, hai cái đường lên là sư làm hai con rồng, nhìn rất đẹp. Đây là thuộc về chùa Pèm Buôn Thái Mai, thuộc về phường 4 thành phố Sóc Trăng. Đó, này hoa văn rất đẹp ha. Này sư mới dán qua văn thôi, chưa lên màu ha. Này đây lên màu thì rất đẹp. Đó, mình sẽ tiếp tục review ngôi chùa Pèm Buôn Thái Mai cho cô chú bạn xem. Đó, phía bên kia thì ngôi Sala ha. Ngôi Sala hai trái luôn các bạn ha, cũng một mẫu ha. Để mình phóng gần nhiều cho các bạn xem ha. Đây một màu, một tông màu luôn ha. Đó màu vàng trắng. Thì qua mình nói chung màu này muốn tựa chùa Slay Tầm Ơn luôn ha. Đó, nhìn rất đẹp. Mình bữa nay mình có dịp mình qua đây mình review cho cô chú các bạn xem ngôi chùa Pèm Buôn Thái Mai đẹp như thế nào ha. Đó, đây toàn cảnh của ngôi chùa ha. Mình review cho cô chú bạn theo dõi, giống như là cô chú anh chị trong nước và ngoài nước được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chùa Pèm Buôn Thái Mai. Ở đây hồ luôn chú bạn ha. Đây là hồ ha. Đây sư làm hồ rất đẹp. Đây cũng có Phật ngồi thiền luôn của chú bạn. Đó, đây cũng có Phật ngồi thiền luôn ha. Trước ngôi Sala, trước ngôi Sala đó, nhìn rất đẹp ha các chú bạn.
rất đẹp. Đây là thuộc về chùa Bèn Buôn Tha Mây, thuộc về phường 4, thành phố Sóc Trăng. Thì mình có dịp mình qua đây mình review cho các bạn xem. Ở phía bên kia là nhà bếp các bạn ha. Phía bên kia là nhà bếp. Đó. Nhìn rất đẹp ha. Đây ngôi sala. Một chợt một lầu luôn các bạn. Một chợt hai lầu luôn tính ra ha. Rất là cao. Đó rất là cao. Phía bên kia xa mình nhìn là mình biết đồ cổ ha. Để mình qua phía bên kia mình quay đồ cổ cho cô chú và bạn xem ha. Đó, cái này là để đồ cổ đó bạn. Đây. Đây là chỗ sư để đồ cổ hết ha. Đó. Đây nè. Đây. Đây sư để đồ cổ hết trơn nha cô chú bạn ha. Đây. Đó, đồ cổ nè, người ta Phật tử đem lại tặng ha. Đó. Nhìn rất là đẹp. Phía này thì ngôi sala. Đây là toàn cảnh mình quay video ngắn thôi cô chú bạn ha. Mình quay video ngắn thôi cho cô chú bạn theo dõi. Và các bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất nhiều. Thì chùa Bèn Buôn Tha Mây cũng đã chuẩn bị trang trí để chuẩn bị Tết đón Tết chùa Tha Mây của đồng bào dân tộc Khmer rất là sớm ha. Sớm nhất luôn. Rất là đẹp luôn chú bạn. Nhìn rất đẹp. Đó, sư trang trí rất đẹp luôn ha. Đây khu này là khu chỗ ca múa nhạc luôn á chú bạn. Khu này là khu ca múa nhạc. Nhìn rất đẹp. Đây sư lót thảm cỏ ha, cỏ nhân tạo ha. Cái nền ha. Nhìn rất đẹp luôn chú bạn. Đây có đại bản luôn ha. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chùa Bèn Buôn Tha Mây ha. Đường 400 Lý Thường Kiệt, khóm 5 phường 4 ha các bạn. Đây là khóm 5 phường 4 ha. Đó. Đây sự trang trí là đẹp, đây có con hươu nè. Đó. Nhìn rất đẹp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ha. Có để tên đàng hoàng ha chú bạn ha. Đó, đi đường địa chỉ luôn. Đường 400 Lý Thường Kiệt, khóm 5 phường 4 thành phố Sóc Trăng ha. Đó mình quay toàn cảnh cho cô chú biết địa chỉ luôn ha. Mất công cô chú anh chị các bạn không biết địa chỉ hỏi mình nữa, không có xem video rồi hỏi mình nữa. Đó. Đây sư để luôn nè. Chùa Tha Mây nè, cái bảng chữ Khmer nè các bạn. Đây. Đó. Chùa Tha Mây, sư có đại bảng luôn ha. Đây toàn cảnh của ngôi chùa. Rồi, như vậy là clip của mình tới đây kết thúc các bạn ha. Đây có ngày diễn ra Tết Chùa Tha Mây nè, Tây nè, dương lịch 14, 15, 16 tháng 4 2023. Rồi nhằm tháng 3 dưới nha các bạn. Đó. Đây Chùa Tha Mây, sư đã chuẩn bị hoàn thành. Rồi như vậy là clip của mình tới đây kết thúc. Xin cô chú và các bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn cô chú và các bạn rất nhiều.